Xin chào, nhiều anh chị có những cái ngôi nhà cao cấp nè, mình sử dụng rèm động cơ tự động. Bây giờ anh chị hỏi Tuyền là những cái khung cửa rất là lớn và những cái khung cửa uốn cong thì làm rèm bằng cách nào? Thì hôm nay Tuyền sẽ đưa ra một cái giải pháp để các anh chị hiểu rõ hơn và chúng ta có thể áp dụng vào. Thì đây là cái trường hợp mà Tuyền ví dụ anh chị, những ngôi nhà lớn hay những ngôi nhà của anh chị mà đang là lấy cái không gian rộng á, có những cái uốn cong lấy góc, những cái khung kính lớn uốn cong thì mình đều có giải pháp hết. Đây là một cái trường hợp rèm tự động mình có thể uốn cong. Thì đây là Tuyền đang là test thử cho khách hàng, cũng giới thiệu để các anh chị nắm rõ hơn. Đây là cái động cơ mà Tuyền có thể tác động và nó sẽ tự chạy lên chạy xuống. Thông thường chúng ta hay nhìn là cái rèm chạy dọc ngang, nhưng mà Tuyền đang là test ở chiều dọc đứng cũng có thể sử dụng được. Và đây là cái hình bán nguyệt. Rồi Tuyền sẽ test rèm cho góc vuông nè, rồi những cái rèm góc dích dắt đều có làm được các anh chị. Và làm giải pháp như thế nào thì Tuyền sẽ hướng dẫn các anh chị luôn. Thì bây giờ cái rèm động cơ này chúng ta có thể test bằng là sử dụng remote để chúng ta có thể điều chỉnh. Ở đây là cái động cơ mà Tuyền đang là điều chỉnh bằng remote. Cái thứ hai là qua cái động cơ này, giống như Tuyền hay giới thiệu là đều sử dụng bằng cái app điện thoại, tức là các anh chị có internet, các anh chị có thể sử dụng smartphone luôn. Động cơ lúc nào cũng vận hành rất là trơn tru và nhẹ nhàng. Tuyền đứng ở đây, hai động cơ trên, các anh chị không nghe tiếng động cơ chạy. Trường hợp mà ngôi nhà của các anh chị đang là có những cái đường cong bán nguyệt hay là đường dích dắt đều công ty có thể thiết kế. Trường hợp mình bán nguyệt thì mình sẽ bẻ góc tại chỗ luôn cho các anh chị. Trường hợp mà được quý anh chị mà hỏi nhiều nhất là cái góc vuông, thì mình đặt cây như thế nào và mình lắp như thế nào. Thì đây là có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, đây là cái cây mẫu mà Tuyền đã làm lên, treo lên. Thì đây là cái góc bẻ sẵn liền vuông luôn. Chỉ có thợ chuyên nghiệp người ta hay làm những cái trường hợp này để cho mình lắp cho nó nhanh. Với anh chị mà có thể những cái khung cửa mà lưu ý mà nó dài á, thì bắt buộc là chúng ta phải làm khớp rời. Đây là một cái khớp nối góc vuông. Tuyền đã cầm một cái khớp rời như vậy nè các anh chị. Và cái khớp nối này dành cho những cái bộ rất là dài, hai góc rất dài, khó di chuyển. Thì chúng ta có thể dùng cái khớp nối này, cái cây này nó sẽ là rời. Chúng ta chỉ cần đưa vào, chúng ta sẽ đưa vào đúng khớp. Cái khớp này nó đúng 100% nha các anh chị. Nên mình đưa vào nó rất là khít và nó liền khối. Thì cái trường hợp góc vuông này nó dành cho lớn thì chúng ta có thể di dời. Nhưng mà góc mà nó ngắn quá thì các anh chị có thể bẻ sẵn luôn, các anh chị đem về lắp ráp cũng được. Các anh chị có thể thấy là cái khớp nối rất là đẹp và rất là chuyên nghiệp. Thêm một trường hợp nữa là những nhà anh chị có những cái khung cửa rất là lớn, khung cửa 12m, 10m thì như thế nào? Thì những cái khung thanh treo rèm này chúng tôi phải bắt buộc phải dùng một cái khớp nối. Tại vì cái khuôn khổ thanh mà nhập về nó chỉ có 6m thôi. Nhưng nếu mà nhà mình trường hợp cửa rất là lớn á, vượt qua 6m thì mình có thể dùng một cái khớp nối. Đây là một cái khớp nối mà Tuyền đang là nối hai cây lại với nhau. Và qua một cái khớp nối như thế này, các anh chị có thể Tuyền sẽ làm như các anh chị xem nè, nó rời ra như vậy. Và khi mà khớp nối mình đưa vào, Tuyền sẽ đưa vào cho anh chị xem. Đó, nó rất là liền. Và lỡ mà mình có kéo một cái rèm mà dài đi qua luôn thì vẫn chạy vận hành rất là trơn tru và mình kéo được thoải mái. Thì đây là cái trường hợp mà nhiều nhà anh chị gặp trường hợp nhiều nhất. Những cái phụ kiện mà chi tiết đi theo những cái rèm tự động đó, nó rất là chắc chắn và cao cấp. Đây là cái bát mà mình sẽ lắp vào, nó bằng thép các anh chị và được sơn tĩnh điện. Rồi đây là những cái bát cho tường, nó rất là dày. Cái độ dày của nó tới 3 ly và được sơn tĩnh điện, nó rất là đẹp. Đây là cái khớp nối và đây là cái góc L mà vừa rồi Tuyền đã giới thiệu cho các anh chị để mình kết nối vào những cái rèm mà mình nối góc. Thì phụ kiện luôn luôn là một cái đồng bộ của các những cái rèm tự động. Thì trong video vừa rồi Tuyền đã giới thiệu rất là chi tiết những cái rèm mà các anh chị hay gặp phải là uốn cong, hình bán nguyệt, hình dích dắt và đặc biệt là góc L. Trường hợp nhà anh chị có những cái khung cửa lớn cần thiết kế riêng nè, có những uốn cong thì anh chị có thể liên hệ với công ty. Có những cái câu hỏi có thể comment ở phía dưới, chúng tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ các anh chị. Hẹn lại các anh chị trong những sản phẩm tiếp theo. Tôi là Ngọc Tuyền đến từ Titaco Việt Nam. Xin chào.